cô chú anh chị đến với kênh Cây Thuốc Quanh Ta. Thì như thường ngày thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị về công dụng từ cái cây cỏ chân vịt. Nó trị bệnh rất là tuyệt vời. Thì hôm nay mình chia sẻ với cô chú anh chị cái cách làm để trị bệnh được cái bệnh tiểu đường từ cái cỏ chân vịt này. Thì bây giờ mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái cây cỏ chân vịt nha. Đây nè cô chú anh chị, thì đây là cây cỏ chân vịt. Thì cái cây này mùa này nắng cho nên cái cây này nó không có được tốt. Đó. Thì đây là cây cỏ chân vịt nha cô chú anh chị. Đây. Đây. Đó, thì cây cỏ chân vịt này thì có một cái loại cây nó cũng giống như cây cỏ chân vịt mà cô chú anh chị hay nhầm lẫn á. Như cái người mà biết ấy, thì nhìn thì nó dễ, còn người không biết thì mình phân biệt nó cũng khó. Thì có cái cây giống cây cỏ chân vịt này nữa, đó là cây cỏ mần trầu. Thì cây cỏ mần trầu này nó rất là giống cô chú anh chị. Thì cây cỏ chân vịt này thì nó, cái cánh của nó thì 4 cánh hoặc là 5 cánh. Đây, 5 cánh, 6 cánh cũng có nữa nha cô chú anh chị. Thì đó, cái cánh cây cỏ chân vịt này thì nó ngắn hơn cái cây cỏ mần trầu. Đó, để bây giờ mình sẽ quay cây cỏ mần trầu cho cô chú anh chị để xem, để mình phân biệt, để khi mà mình có sử dụng cái cây cỏ chân vịt này để mình phân biệt nhận dạng nó, để mình tìm mình trị bệnh một cách hiệu quả nhất. Thì đây, kế bên nó thì có cây cỏ mần trầu đây nè cô chú anh chị. Đây là cây cỏ mần trầu. Nó, cây cỏ mần trầu nó cũng giống như cây cỏ chân vịt, nó cũng 5 cánh. Thì cô chú anh chị lưu ý là mình dễ phân biệt nhất là cái hoa của nó nè. Cái hoa của nó mọc là đây. Cái cánh này nè, cái cánh hoa này nó dài hơn nè cô chú anh chị. Đó. Đây, cái cánh hoa nó dài hơn. Còn cây cỏ chân vịt á, thì cái cánh nó cụt hơn mà nó to hơn. Nó cụt mà nó lại cái cánh nó to hơn cô chú anh chị. Thường á, thì cây cỏ mần trầu đây nè, cái hoa của nó thì ở dưới đây nè. Nè, nó có một cái cánh hoa. Đó, nó có một cánh hoa. Thường thì nó mọc ở dưới đây là một nhánh. Đó, còn cái cỏ chân vịt thì không có. Đó, nó mọc một nhánh dưới đây nè. Đó, rồi cây khác nó cũng có nữa nè. Đó, nó có một nhánh ở dưới đây. Đó, nó có một nhánh như vậy nè. Còn cây cỏ chân vịt này thì đây. Đây nè. Đó, nó đều ở trên là nó có cái 4 cánh hoặc 5 cánh, 6 cánh cũng có nha cô chú anh chị. Thì nó sẽ bự hơn và nó sẽ ngắn hơn. Đó, đây. Đó là cây mần trầu, kế bên cho cô chú anh chị dễ nhận dạng luôn nè. Nó dài hơn rất là nhiều. Nó dài hơn mà nó lại nhỏ hơn. Đó, thì cái lá nó cũng giống với nhau nha cô chú anh chị. Đây. Đó, cái lá nó cũng giống với nhau. Nó rất là giống luôn. Đó, cái hoa của nó là mình nhìn mình thấy rất là khác ha cô chú anh chị. Đó là cách để phân biệt, để cho cô chú anh chị nào mà có tìm cái cây cỏ chân vịt á, thì mình dễ nhận dạng hơn. Thì bây giờ mình trở lại cái vấn đề chính, đó là cái cây cỏ chân vịt này nè. Thì nó trị được cái bệnh tiểu đường. Thì ngoài cái bệnh tiểu đường ra, nó còn trị rất nhiều cái bệnh khác nữa. Thì nó trị được cái đau đầu hoặc là đau nửa đầu đó cô chú anh chị. Thì cây cỏ chân vịt này nó có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng cái lượng đường trong máu. Thì mình sử dụng cái cây cỏ chân vịt này, mình sẽ kết hợp với cao tươi. Mình để hai cái vị này để mình kết hợp lại, mình trị cái bệnh tiểu đường. Thì đầu tiên thì mình chuẩn bị là 200g cây cỏ chân vịt, 200g tươi và một cái quả cao tươi. Thì cây cỏ chân vịt này thì mình không lấy phần rễ, mình cắt mình lấy cái phần thân. Rồi sau đó thì mình rửa sạch. Rồi cao đó mình cũng rửa cho sạch và mình sẽ cắt, mình chẻ ra làm 4 phần. Rồi mình sẽ ngâm cây cỏ chân vịt và cái quả cao này nè vào trong cái nước ấm. Mình ngâm khoảng vài phút vậy đó. Rồi sau đó mình vớt ra rồi mình cho vào nồi hoặc là vào ấm á, mình nấu. Mình nấu với 7 cái bát nước. Thì 7 bát nước mình nấu, mình sắc cho nó cạn đến khi còn 4 bát. Đó là mình sẽ nhắc xuống. Thì sau đó thì mình cái lượng nước đó thì mình chia ra mình uống hết trong ngày. Đó, thì cái thuốc này mình không có để qua đêm nha cô chú anh chị. Thì mình sẽ uống hết trong ngày. Thì cái bài thuốc này mình uống, mình kiên trì mình uống trong vòng khoảng là 1 tháng. Thì cái hiệu quả nó bất ngờ với cô chú anh chị. Vì cái bài thuốc này nó trị tiểu đường rất là tuyệt vời. Thì mình uống 1 tháng thì mình đi xét nghiệm lại. Thì cái lượng đường của mình nó trở lại là ổn định đó nha cô chú anh chị. Thì đó là cái cách để mình kết hợp với cây cỏ chân vịt này với quả cao để mình trị được cái bệnh tiểu đường rất là tuyệt vời. Thì ngoài cái trị tiểu đường thì nó còn trị là đau đầu hoặc là đau nửa đầu đó. Thì mình sẽ lấy cây cỏ chân vịt này nè. Thì mình lấy khoảng 1 nắm cây cỏ chân vịt tươi này nè. Rồi sau đó mình rửa qua nước muối loãng. Rồi mình rửa lại bằng nước sạch mình để cho ráo. Rồi mình đem đi mình giã cho nó nhuyễn. Đó, rồi mình lấy cái phần nước cốt đó đó. Thì mình uống. Thì mỗi ngày như vậy thì mình uống 1 lần. Thì mỗi lần như vậy mình uống khoảng từ 10 đến 15 ml. Đó. Thì đây là cái cách để mình trị cái căn bệnh là đau đầu hoặc là đau nửa đầu. Đó rất là hay. Đó là 2 cái cách để mình trị được cái bệnh tiểu đường và cái bệnh đau đầu. Từ cây cỏ chân vịt mình sẽ kết hợp với một cái quả cao để mình trị bệnh tiểu đường rất là hay. Thì cái video của mình tới đây là hết rồi cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thấy cái video này bổ ích thì cô chú anh chị like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Cây Thuốc Quanh Ta. Thì cuối video thì mình chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe và thành công. Thì hẹn gặp lại cô chú anh chị ở cái video mới nhất.